Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu cá chê trắng nấu chua cay Một món lẩu rất là dân giả và ăn rất là ngon, chống ngán lắm luôn Thịt cá chê trắng hả quý vị thì nó cũng hơi dai dai tí nè Nhưng mà nó rất là ngọt ngon và giàu chất dinh dưỡng Rồi kết hợp vị chua của me, ngọt của đường và mặn mặn của các gia vị món lẩu cá chê trắng nấu chua cay quý gì rất là được ưa chuộng lắm luôn và hôm nay mình sử dụng một con cá chê trắng nha quý vị cá chê trắng này thì một kg cá ha rất là to nha quý vị chút xíu thì mình sẽ sơ chế cái phần cá chê trắng này luôn rồi các nguyên liệu khác thì gồm có hôm nay mình sử dụng xả băm nè ớt nè tỏi, hành tím, me Rồi các nguyên liệu rau củ để mình nấu thì gồm có sa cây, đậu bắp, cà chua, khóm Rồi rau muống đồng, rồi bông xua đũa, rồi các loại rau thơm, bắp chuối Rồi trước tiên con gái chơi rắn đó quý vị, mình cho ra cái hao rồi sau đó thì mình sẽ chế nước sôi vào nước sôi thì tầm khoảng 80 đến 90 độ là được nghe quý vị soi quá thì nó sẽ dễ bị lột da và khi mà mình cạo nhớt á thì mình cạo nhẹ nhẹ thôi để nó chóc vô tới phần thịt thì cá nó sẽ nhìn không đẹp mắt và không ngon rồi khi mà mình cạo sạch cái phần nhớt rồi mình sẽ rửa lại với nước lạnh rồi mình lấy chanh đó quý vị mình trà vào cái phần xương nè nó có cái phần máu đông á mình trà cho nó thật là sạch luôn nha quý vị thì cá nó sẽ bán đi hết cái mùi tanh của cái trái trắng luôn rồi hai cây xả thì mình đập cho nó dập dập rồi sau đó mình cũng cắt khúc khúc ra để nữa mình phi tỏi và hành tím á quý vị thì mình cũng đè cho nó dập dập là được rồi nghe quý vị để nữa mình phi chung với sả cây luôn rồi ba trái ớt thì mình cũng đập cho nó dập dập để nữa mình phi mình nấu lẩu chua cay thì nó phải chua chua nhiều nhiều nè và cũng cay cay nhiều nhiều nè và đặc biệt là ngọt ngọt nữa nó mới ngon nha quý vị rồi ngò gai và rau ôm thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn để khi nào mà món lẩu của mình chín thì mình sẽ cho cái phần rau ôm và ngò gai vào để cho cái chảo lẩu của mình nó thêm thơm ngon hơn rồi các cái ớt còn lại thì mình cũng sắt ra nhỏ nhỏ sẵn luôn để nữa mình sẽ cho vào nước chấm nha quý vị lẩu chua cay của mình sẽ chấm với nước mắm trong rồi mình cho các lát ớt này vào cho nó cay, cay cho nó ngon và ngoài ra thì cần có thể chấm muối ớt cũng được nha quý vị. Cũng tùy theo gia đình mình. Cà chua thì mình sẽ sắc ra làm tư. Mình sắc muối cao cao như vậy nè nha quý vị. Lẩu uh, chua cay quý vị thì uh, các nguyên liệu của mình mỗi thứ một ít nhưng mà cũng rất là nhiều nguyên liệu nha quý vị. Rồi mình bắt cái chảo lên mình cho dầu vào. Khi dầu đã nóng thì mình sẽ cho xả, tỏi, hành tím và ớt vào để mình phi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần uh, xà băm đó quý vị mình cho vào luôn để mình phi chung nha quý vị trong lúc phi thì mình đảo đều lên rồi sau một hồi phi á thì các nguyên liệu của mình nó cũng đã vàng hôm đó, ống ánh rồi mình tắt lửa luôn và bây giờ thì mình sẽ cho hai muỗng canh tương ớt vào tương cà thì mình cũng cho hai muỗng canh tương cà vào sa tế thì mình sẽ cho một muỗng canh sa tế vào rồi sau đó thì mình cũng đảo đều lên nha quý vị nó sau một hồi các nguyên liệu của mình nó cũng đã rất là sền sệt lại rất là dậy mùi thơm lên rồi thì mình sẽ cho nước lọc vào thì mình cho tầm cũng khoảng một lít nước lọc nghe quý vị rồi mình đảo đều lên Mình có nước dừa thì mình nấu nước dừa thì nó sẽ ngọt ngon hơn nha quý vị Còn không thì mình nấu nước lọc như nhà mình cũng được luôn Khi đã sôi lên rồi đó quý vị Thì mình sẽ cho me vào cái khay Rồi sau đó mình lấy cái giá quý vị Mình dầm me ra Đó mình dầm một hồi Thì cái phần nước cốt me nó cũng đã ra hết rồi còn cái phần mà xác hoặc me nè thì mình sẽ bỏ đi nha quý vị à mình chủ yếu mình lấy cái phần nước cốt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho khoảng 1 phần 5 muỗng canh muối vào. 1 phần 5 muỗng canh bột ngọt. Khoảng 1 phần 3 muỗng canh hạt niêm. Đường cát thì mình cho khoảng 3 muỗng canh đường cát vào. Tại mình nấu nước lọc cho nên đường cát mình sẽ cho nhiều nhiều vào nghe quý vị. Rồi sau đó thì mình sẽ đảo đều lên cái phần nước lẩu này nó cũng rất là quan trọng nha quý vị. Nhưng mà nó nấu thì cũng rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ cho khớm vào. Mình nấu để cho nó ra cái vị thanh, chua chua, ngọt ngọt nha quý vị. Nó sẽ ngon. Rồi mình nấu tầm cũng khoảng 3 bốn phút. Rồi sau đó mình sẽ cho cà chua vào. Rồi tiếp tục mình nấu nha quý vị. Mình nấu thêm cũng khoảng hơn một phút nữa thì mình sẽ cho cá chê vào. Đó, cá chê trắng nè mình cái phần sơ chế của mình á nó đã rất là kỹ cho nên cái mùi tanh của cá không có còn nữa cho nên mình để cá tươi như vậy luôn rồi mình cho vào trong cái chảo lẩu nha quý vị nếu mà cá mà đông đá quý vị thì mình nên chiên sơ qua nghe quý vị còn cá tươi cá sống mình mua về để mình nấu á thì mình sẽ để cá sống như vậy luôn cá tươi như vậy luôn mình sơ chế cho kỹ kỹ rồi mình sẽ nấu nha quý vị, không cần phải ướp các gia vị và không cần phải chiên trước nữa. Đó và sau một hồi cá đã chín rồi thì mình sẽ gấp ra. Rồi mình sẽ cho các trái đậu bắp vào. Đậu bắp thì mình để nguyên trái mình nấu luôn. Rồi ra muốn đồng mình cho vào luôn. Mình review cho nên tất cả các nguyên liệu thì mình sẽ cho vào để mình nấu nha quý vị. Còn nhà mình mà để ăn lẩu á, thì mình sẽ cho từ từ vào Mình ăn tới đâu, mình cho vào tới đó thì nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn đó, Mình review cho nên mình tượng trưng hơn nha quý vị Khi mình cho các loại gà vào, rồi cá mình cho ngược cho lại nha quý vị Rồi cuối cùng là ngò gai và rau ôm mình cho lên trên đó, Bây giờ mình quay cận lên nào quý vị Nguyên uh, chảo lẩu cá chê trắng nấu chua cay cũng đã chín rồi một món à, lẩu rất là dân dã rất là ngon cách làm mà như nhà mình vậy quý vị nó cũng rất là nhanh nè mau lẹ mà mình có được một món à, lẩu cá chi trắng nấu chua cay rất là thơm ngon lắm luôn món này quý vị mình ăn với bún thế nghe quý vị rồi các loại rau ăn tới đâu thì mình nhúng vào tới đó thêm và cũng đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi hú quốc món ngon dễ làm Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Vào video lần sau Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều